Xe nào tông vào cái xe này chú Trinh? Không biết. Kêu cứu cứu người ta đi. Mọi người gọi xe cấp cứu nhanh lên. Quả mẹ bán ra giữa đường chưa? Khoảng là 6:30 đến 6:40. Mẹ chở con đi xong rồi ghé vô Bảo Long để mua bút, xong rồi con vừa bước vô là con quay ra là lúc đấy là con đi vô mua đồ, con mới vừa bước vô xong rồi là con nghe một cái đùng là trước, xong rồi con xoay lại là con thấy cái xe nó ngã qua cào luôn mấy người luôn, rất là kinh hoàng luôn, nó nhanh lắm ạ. Bao có thiếu máu không? Truyền máu thật rõ hơn mình rất là mất từ 30 đến 50 người